Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, siêu cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Bạch Kính Đình. Bạch Kính Đình sinh vào ngày 15 tháng 10 năm 1983 tại Hoài Nhu, Bắc Kinh, Trung Quốc. Bạch Kính Đình có chiều cao 1m83, là một nam diễn viên Trung Quốc tốt nghiệp Học viện Âm nhạc trực thuộc Đại học Sư phạm Thủ đô, khoa Thu âm. Về sự nghiệp, năm 2014, khi còn đang theo học tại Học viện Âm nhạc trực thuộc Đại học Sư phạm Thủ đô, Bạch Kính Đình đã bén duyên với nghề diễn xuất khi thủ vai Kiều Nhiên trong bộ phim Năm tháng vội vã do Sohu phát hành. Năm 2015, cùng với quan hiệu đồng hợp tác trong bộ phim điện ảnh Đề tài kỳ bí Ma pháp xúc luyến. Cùng năm thì tham gia bộ phim truyền hình Thiếu nữ toàn phong, hợp tác cùng với Dương Dương và Hồ Băng Khanh. Tháng 9 năm 2015, tham gia vào chương trình thực tế Mạo hiểm cùng bia. Tháng 4 năm 2016, tham gia vào chương trình Minh tinh đại trinh thám của đài vệ tinh Hồ Nam. Ngày 22 tháng 4 năm 2016, bộ phim điện ảnh Thanh xuân của ai không mơ hồ do Bạch Kính Đình và Quách Xu Đồng diễn chính được công chiếu. Tháng 7 năm 2016, tham gia vào chương trình thực tế Chúng ta chiến đấu đi, phát sóng trên đài vệ tinh Giang Tô. Năm 2017, tham gia vào chương trình Minh tinh đại trinh thám mùa 2, chương trình phát sóng trên Hồ Nam TV từ ngày 13 tháng 1 năm 2017. Mùa hè năm 2017 thì bộ phim truyền hình Hạ chí chưa đến do Bạch Kính Đình đóng vai nam thứ Lục Chi Ngang. Năm 2018, tham gia vào truyền hình thực tế 24 giờ mùa 3, Tôi là đại trinh thám, khởi chiếu phim Hoàng Quyền, Dịch Thiên Hạ, Thiên Trịnh Thường Ca trong vai cổ nam y. Đây cũng là bộ phim cổ trang đầu tiên mà anh thủ vai. Tháng 3 năm 2018, bộ phim Sơ Thần là Tôi cố ý lãng quên cậu đã được khởi quay do Bạch Kính Đình đóng vai nam chính Lý Lạc Thư. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên do anh thủ vai nam chính. Tháng 6 năm 2018, khởi quay bộ phim Vinh Quang Bình Phàm, hợp tác cùng với Triệu Hữu Đình. Tháng 9 năm 2018, khởi quay Minh tinh đại trinh thám mùa 4. Về danh sách một số bộ phim mà anh tham gia: năm 2014, Năm tháng vội vã trong vai Kiều Nhiên, Cựu phẩm nữ sĩ trong vai Tiểu Bạch; năm 2015, Thiếu nữ toàn phong trong vai Dụ Sơ Nguyên; năm 2017, Hạ chí chưa đến trong vai Lục Chi Ngang; năm 2018, Thiên Thịnh Trường Ca trong vai Cổ Nam Y; năm 2020, Vinh Quang Bình Phàm trong vai Tôn Dịch Thu; Sơ Thần trong vai Lý Lạc Thư; Bóng Bàn Vinh Quang trong vai Từ Thản; Em là thành trì doanh lý của anh trong vai Hình Khắc Lũy; Nhân vật mục tiêu trong vai Hắc Nhiên; 8090 trong vai Qua Tam Sảng. Phim điện ảnh: năm 2016, Thanh xuân của ai không mơ hồ trong vai Cao Tường. Phim ngắn: năm 2015, Ma pháp xúc luyến trong vai Khương Nghĩa Chiết; Sổ tay du lịch trong vai Lộ Thư. Mới đây có một bài chia sẻ trên Sohu giữa Bạch Kính Đình và Sohu: để tìm được một nhân vật Kiều Nhiên thích hợp thì đoàn làm phim Năm tháng vội vã đã từng phỏng vấn gần 1.000 diễn viên đạo diễn Diêu Đình Đình rất phiền não. Rốt cuộc thì một nam sinh như thế nào mới có thể diễn được vai Kiều Nhiên vừa vặn, ấm áp, giản dị chứ? Năm đó thì Trương Nghệ Mưu quay Chuyện tình cây sơn trà và muốn tìm một nữ diễn viên có khí chất thanh thuần mãi mà không được. Đến khi sắp tuyệt vọng thì Chu Đông Vũ lại xuất hiện. Năm tháng vội vã cũng vậy, thì biên kịch Điền Bác nói: ngay lúc chúng tôi sắp tuyệt vọng thì Bạch Kính Đình từ trên trời rơi xuống, mang theo một vẻ mặt ngây thơ và đôi mắt trong trẻo, khiến cho chúng tôi cảm thấy kỳ tích rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tim cũng không khỏi đập nhanh. Diêu Đình Đình cũng nói: cách mà Bạch Kính Đình làm cho người khác rung động không phải là thông qua hành động mà là thông qua ánh mắt trong sáng. Chắc các bạn không biết, chàng trai ấm áp Bạch Kính Đình vẫn đang học tại Học viện Âm nhạc. Không chỉ có gương mặt đẹp trai mà tài lẻ cũng nhiều đến mức dọa người. Cậu thì thích vận động, chơi bóng rổ rất siêu, cơ bụng 8 múi. Đàn dương cầm thì đạt cấp 10, cho nên thì phân cảnh đánh đàn trong Năm tháng vội vã đã được cậu ấy hoàn thành một cách dễ dàng,
khả năng diễn xuất thì trời cho. Cho dù kinh nghiệm diễn xuất chỉ là trang giấy trắng, lần đầu tiên thử vai, với ánh mắt của diễn viên nữ đóng cũng không dám nhìn. Sau khi thì học khóa huấn luyện diễn xuất cấp tốc thì lại có thể diễn thành tình cảm thành thạo. Tuy rằng thoạt nhìn thì cậu ấy lạnh như Lưu Xuyên Phong, nhưng trên thực tế thì lại thích pha trò như anh Mộc Hoa. Đèn nháy của nhân viên trong phim chính là phát minh của cậu. Cái tên Bạch Kính Đình là xuất phát từ câu thơ "Tương khán lưỡng bất yếm, trích hữu Kính Đình Sơn" phải không? Đúng vậy, thực ra nguồn gốc của cái tên của tôi cũng ly kỳ lắm. Bởi vì nhà của chúng tôi có truyền thống đặt theo tên thế hệ, mỗi thế hệ sẽ có một chữ lót cố định. Thế nhưng tôi là ngoại lệ, thế hệ của tôi lấy chữ lót là Nham, anh trai của tôi là Bạch Nham Tùng. Đến lượt tôi thì ông nội tôi cũng đã đặt tên sẵn cho, nếu như là con trai thì lấy là Bạch Nham Long, là con gái thì lấy là Bạch Nham Phượng. Nhưng mà ba tôi là một người khá là văn vẻ, cảm thấy vậy không hay cho lắm nên đã đi tra cứu một chút, nghĩ rằng gọi là Bạch Kính Đình tương đối hay. Trong năm tháng vội vã thì bạn đóng vai Kiều Nhiên, tất cả mọi người đã đặt cho bạn biệt hiệu chàng trai ấm áp. Bạn có hiểu chàng trai ấm áp có nghĩa là gì không? Theo tôi hiểu, đó là tương đối ôn nhu, tương đối hiểu ý và biết suy nghĩ cho cảm nhận của người khác, thích quan tâm đến bạn bè. Tính cách của bạn có giống với Kiều Nhiên không? Phân nửa thôi. Tôi giống với Kiều Nhiên ở một điểm, ở trước mặt người thì người không quen thì tôi sẽ biểu hiện thế này. Thế nhưng trước mặt bạn bè thì tôi lại biểu hiện khác. Thế học cấp 3 thì bạn đã từng làm chi đoàn trưởng, vậy chắc từ nhỏ đến lớn đều là một học sinh gương mẫu. Tôi không phải là một chi đoàn trưởng trong ấn tượng của mọi người đâu. Tôi hay giúp đỡ cho bạn học trốn làm bài tập lắm. Nếu họ không giao bài tập thì tôi cũng đều bao che cả. Về thành tích học tập có tốt không? Lúc học cấp 2 thì đúng vào thời điểm nội loạn, thành tích kém cực kỳ. Đến khi học xong cấp 3 thì mới đột nhiên hiểu chuyện, cho nên thành tích cao nhất lớp. Trong năm tháng vội vã có không ít cảnh chơi bóng rổ, kỹ thuật chơi bóng của bạn xem ra rất tốt. Hồi cấp 2 tôi là đội trưởng đội bóng rổ, ngoại trừ vị trí trung phong ra thì có thể đảm nhiệm bất cứ vị trí nào. Lúc học cấp 3 thì còn có thể úp rổ. Để khảo nghiệm tính cách ấm áp của bạn, sau đây chúng tôi có một loạt câu hỏi nhỏ. Giả dụ như bạn có bạn Giả dụ như bạn gái của bạn đến kỳ, bạn có giúp cô ấy mua băng vệ sinh không? Nếu như cô ấy cần thì tôi sẽ mua. Bạn có biết hết các loại không? Loại hàng ngày, loại ban đêm, có cánh, không có cánh. Cái này thì cô ấy phải nói với tôi, chứ không thì sao tôi biết. Nếu như cô ấy bị đau bụng kinh, bạn sẽ làm gì? Một mặt là an ủi, mặt khác tôi sẽ lập tức đi mua thuốc. Chúng tôi không thể uống thuốc giảm đau thường xuyên được đâu, không tốt cho thân thể. Mua túi chườm ấm, sau đó thì mua đồ uống gì đó nóng nóng, trò chuyện với cô ấy giống như khi tôi đùa với Phương hồi ấy, kể cho cô ấy nghe mấy chuyện tiếu lâm. Bị chọc cười có khi lại càng thêm đau ấy chứ. Vậy hay là nói chuyện phiến đi, phân tán lực chú ý một chút. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.